Năm học này, Y Chép, học sinh trường trung học cơ sở Đinh Núp, xã Ê Trang, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã có xe đạp để đến trường. Chiếc xe này là món quà của thầy Huỳnh Quang Sơn, giáo viên trường Đinh Núp. Suốt 2 năm qua, thầy Sơn đã thu gom hàng chục chiếc xe đạp cũ rồi sửa chữa, tân trang lại để tặng cho những học trò nghèo, rút ngắn lại con đường đến trường của những học sinh miền núi. Trước đây, mỗi ngày Y Chép phải quốc bộ hơn 5 km để đến trường. Những ngày may mắn hơn thì Y Chép được đi ké xe của bạn. Có một chiếc xe ấy, con cũng thấy rất tốt và đi học đầy đủ với các bạn, thầy cô. Cũng đỡ vất vả, nhờ mấy thầy cô nó giúp đỡ, cái đây cũng đỡ. Từ bữa chưa có xe đạp là cũng vất vả thiệt. Đây nó học cho nó cố gắng, cũng thằng này nó cũng học được á. Y Chép chỉ là một trong số 29 học sinh trường Đinh Núp được thầy Huỳnh Quang Sơn tặng xe đạp để đến trường. 2 năm qua, nghe ở đâu có xe đạp cũ nhưng không có nhu cầu sử dụng nữa là thầy lại đến tận nơi để xin về nhà. Những chiếc xe còn có thể sử dụng được thì thầy phun sơn điều chỉnh các linh kiện để đảm bảo xe có thể sử dụng tốt. Đối với những chiếc xe đã quá cũ, thầy tháo rời, lựa chọn những bộ phận còn dùng được để lắp ráp thành một chiếc xe khác hoàn chỉnh. Tặng cho các em những chiếc xe đạp, đây là những xe đạp cũ thôi, vì lý do là người mới thì không có nguồn, nên là đây là bản thân là nghĩ ra là sẽ đi xin hoặc để vận động những cái chiếc xe mà cũ mà các em đi trước, hoặc là những gia đình mà họ bỏ ra không sử dụng nữa thì bản thân là mang về rồi sau đó là sửa chữa lại, thấy các em nó không bỏ học nữa rồi, nó có cái phương tiện để đến trường, rồi mọi người xung quanh rồi đã ủng hộ mình, thấy những việc làm đó có ý nghĩa thì bản thân cảm thấy là vui. Nói chung thì trước đây là hàng năm đều có học sinh bỏ học. Tuy nhiên từ khi cái chương trình này ra, như năm học, cuối năm học 2017-2018 và học kỳ 1 của 2018-2019 thì nhà trường chưa có học sinh bỏ học. Từ khi các em có xe thì đa số là các em đi học đều hơn. Không chỉ giữ chân học trò, những chiếc xe đạp cũ của thầy Sơn còn để những học trò nghèo như Y Chép có thêm động lực đến trường mỗi ngày. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.